Xin chào tất cả các bạn. Video ngày hôm nay tôi đã tạo ra một cái đấu trường trong tựa game Love Food. Các bạn có biết con du khỉ ở bên C1 không? Ngày hôm nay tôi đã đột biến nó lên trở thành một cái dạng rất là kinh dị. Và trong cuộc đấu ngày hôm nay, con du khỉ này phải đấu với một con khỉ, hoặc 10 con khỉ, hoặc có thể là 100 con khỉ. Và nếu như các bạn bấm like cho mình càng nhiều, số lượng khỉ sẽ xuất hiện ra càng nhiều nhé. Ủa vậy? Mày đâu ra hả? Ngoài con khỉ bò vậy? Khỉ ở ngoài hả? Ừ. À, con khỉ này là tao ạch vô á, con khỉ đột biến. Mày nhớ con khỉ mà ở bên đảo khỉ của mày không, con boss á? Đấy, con boss mà level 25 hay 35 gì đó. Nói chung là con khỉ đó bây giờ tao đột biến nó lên thành dạng đó đó, mày thấy đẹp không? Xịt không? Châu vậy mà loài khỉ. Không, ý là khỉ của mình giờ mạnh lên hả? Ừ, mạnh lên rồi, mày thấy đột biến lên bây giờ. Hồi trước là con boss nhìn nó rất là sida luôn. Bây giờ tao đột biến nó lên, đẹp không? Đẹp hơn rất là nhiều luôn và rất là mạnh luôn. Ok, giờ bye 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 là đẳng cho mày xem cận cảnh đây nè. Con này nó không cắn đâu, khỏi lo. Đi ra đây. Ôi vậy, bay đi, đi xe đạp chi vậy? Thôi, xe đạp cho khỏe, vận động. Đây, giới thiệu cho mày xem, đây chính là... Bây giờ tao sẽ giới thiệu cho mày, đây chính là con khỉ mà nó đội vương miện nè. Mày nhớ không, con khỉ mà đen đen mà nó có skill đập 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 đồ á, chứ không? Đó, bây giờ là nó đã đột biến lên thành cái dạng, nói chung là có gai gai góc đồ này nọ nè. Bây giờ mày đố mày, ngày hôm nay ta sẽ cho con gì đấu với lại là con quái vật đột biến, khỉ đột biến này. Bandit. Sao lại Bandit? Bandit quá yếu, không được. Con vậy? Con khỉ, nhưng mà con khỉ level 14. Ai. Gì? Lấy anh em mình ra đánh nhau vậy? Ủa anh em mày hả? À, một con gấu đánh nhau. Ôi, ấy là gì, ấy là gì? Đụng tới à, đụng lắm được nha. Ngày hôm nay nếu như mà gọi là những bạn fan của tao á, mà bấm like cho tao một cái like đúng không, thì sẽ xuất hiện ra một con khỉ. Mà nếu bấm 1000 like này xuất hiện 1000 con khỉ, mày nghĩ 1000 con khỉ nhỏ quýnh với một con khỉ đột biến này, mày nghĩ ai thắng? Thằng Bình thắng. Con khỉ này nó cả có thở nè, các bạn không biết skill của nó có khác gì. Đánh. Ủa? Ê, sao có mấy con khỉ nhỏ nhỏ đây rồi? Như có ba bạn like mình hay sao á? Ba bạn like hả? Nhưng mà ba bạn like quá là ít. Nếu như các bạn nào mà muốn số lượng khỉ gọi là càng ngày càng nhiều, gọi cho cái máy mình nó banh luôn á, thì các bạn cứ like cho mình thật là nhiều nha, rồi mình sẽ làm ra những cái content gọi là về sau này những content đột biến. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ ba con khỉ này chơi sao lại mình? Được. Ui, nhưng mà ba con khỉ này có vẻ là số lượng hơi ít, nhưng mà thôi bây giờ mình cứ cho đánh thử nha, xem gọi là sức mạnh con khỉ vua chúa nó gọi là như thế nào nha, gọi là nó còn bị đột biến nữa mình ơi. Ủa nhưng mà các bạn trên đây hình như là thống kê ra những cái con khỉ mà đang xuất hiện ở đây vậy. Ở đây là 1, 2, 3, 4 lần mà. À quên mày BD. Khi đực hay gì ạ? Ok, bây giờ thì mình sẽ server chuẩn bị hệ thống đánh nhau đi. Bye bye lên mình, bye lên mình. Mắc công rồi là đánh hồi dính mình nữa. Bye lên. Bye lên đi con, làm gì vậy? Ở đây. Ok, bây giờ sẽ là trận chiến giữa ba con khỉ với lại là một con khỉ đột biến. Hãy xem ba con khỉ nhỏ này có thể đánh bại được con khỉ đột biến này không nha. Và nếu như các bạn nào mà muốn số lượng khỉ xuất hiện càng nhiều, các bạn bấm like cho mình nha. Số lượng khỉ nó có thể tăng lên 100 hoặc là có thể là 1000 hoặc có thể là 10000 luôn. Nếu như các bạn bấm like cho mình cực kỳ nhiều. Ui, con khỉ này đang cầm đá lên nó ném các bạn à. Ui, ba con khỉ nó văng ra luôn này. Ui, số lượng máu mất bao nhiêu vậy? Ít xịt vậy. Ê mình làm gì mình? Anh em mình đang bị đánh đó mình. Lại phụ đi. Ui, con khỉ đang đánh các bạn à. Ui, đánh một con khỉ hất tung lên trời ơi. Ui, ba con khỉ này có vẻ là không đánh lại à mọi người ơi. Ui nhưng mà lại thì hết tới, Ui, hiện tại là ba con khỉ này đã máu vàng rồi các bạn à. Nhưng mà con khỉ vua chúa hiện tại là hồi nãy là 50.000 máu, bây giờ chỉ còn 49.000 máu các bạn ơi. Chưa gì mà con khỉ đột biến nó đã giả cho ba con kia chết que luôn. Ở số lượng khỉ bây giờ còn không nè bên. Hồi nãy 4 con rồi vậy. Hồi nãy có ba con đực rồi, một con cái mà con cái nó vô chết lẹ quá. Ba con đực kia rồi là nó cũng chết leo luôn. Con cái nào. Ok, hiện tại là đang có 15 bạn like các bạn à. Hiện tại là chúng ta đang có đội quân khỉ tổng cộng là 15 con, thêm một con khỉ cái nữa là 16 con. Thì bây giờ mình sẽ kêu hệ thống server sẽ gọi là cho những con này đánh nhau nha các bạn. Tới khi nào mà các bạn bấm like cái video này càng nhiều thì số lượng khỉ sẽ càng nhiều nha. Rồi, hệ thống server chuẩn bị cho đánh nhau các bạn à. Ok, những con khỉ này không biết à. Ui, đang di chuyển lại này. Ui, lại coi mình. Mày làm gì vậy? What the fuck? Ủa? Hiện tại là đội quân khỉ đang tiến tới chỗ con boss các bạn à. Ui, con boss nó ném đá này. Ui, dao mất tiêu. Bình ơi, đội quân khỉ mày nó kỳ kỳ á mình. Ui, khỉ nó ai vô đánh này các bạn ơi. Ui, bị đánh nước tung văng tùm lum luôn rồi các bạn ơi. Ui, con du khỉ này phải nói là quá là mạnh luôn. Ui, mấy con khỉ nó gom ở dưới chân con này này, nhưng mà bị ném đá cái là bị văng ra hết luôn à. Ui, hiện tại là tao không biết số lượng máu bao nhiêu. Mình coi là coi cái bảng các bạn à. Số khỉ hiện tại vẫn còn 15 này, nói chung là các hy sinh hiện tại vẫn còn các bạn ơi. Nói chung là vẫn chưa mất một hy sinh nào hết. Nhưng mà con khỉ này nó ném ra một cái, mấy con khỉ nó bị văng ra các bạn à. Ui, lượng máu của con boss hiện tại là còn 47.000 máu các bạn à. Vẫn chưa si nhê đâu các bạn ơi. Nếu như mà con boss này nó chết thì dễ bệnh. Ê, mày bắn xe tăng gì vậy? Sao? Ui, số lượng khỉ bây giờ nó còn 2 á Bình ơi. Còn 1. Ôi, chết queo luôn rồi. What the fuck?
Bình ơi, có gì để nói cho mọi người, để kiểu mọi người bấm like cho số lượng khỉ mẹ nhiều lên không Bình? Chứ giờ có 15 con rồi, chơi không lại nữa, chịu rồi. Rồi bấm like lên nha, cho mình đánh bại con chó này cái. Vệ mốt video sau mình làm con gấu. Một like một con gấu. Nhưng mà con đó con khỉ mà, phải con chó đâu. Thích nó con chó rồi. Ok. Ui, phải cước đâu ra có người like cho mày quá trời. Mình mày vừa nói một câu cái là trời ơi, gần 400 con khỉ các bạn à. Hiện tại lại có 399 con khỉ đực và một con khỉ cái, tổng cộng là chúng ta có 400 con các bạn ơi. Quy độ quân khỉ này mọi người, trời ơi đông vãi cước. Bây giờ là mày nghĩ 400 con khỉ này có mày có thể đánh bại được con du khỉ bên kia không Bình? Cái con này đơn nè. Giản nhưng mà tao thấy là số lượng máu con này là 46.000 là có Bình. 400 con này mày nghĩ có thể chơi lại không vậy? Hơi đông quá nha. Nói chung đội quân mày nhìn đông vãi cước Bình, sợ thật ấy. Ui bây giờ là mày cho hệ thống server gọi là cho đánh nhau đi Bình, cho xem như nào. Bây giờ tao đi trốn cái đã, mẹ lắc lắm chịu không nổi đâu, tao trốn trên cao cao. Tao đi chung, nếu mày lắc. Lên trên này đây này. Ui khỉ đánh nhau hả? Ok bây giờ mình sẽ bay phi cam xuống nha các bạn. Ui 400 con khỉ. Trời nó lắc server luôn các bạn ơi. Oh my god, ui nó ném một lúc gần cái 100 con văng ra ngoài luôn Bình. Ui mấy con khỉ kìa. Bình ơi. Trời ơi anh em khỉ mày, trời ơi chết rồi, con máu của con này bắt đầu nó tụt khá là nhiều luôn các bạn à. Ui vua khỉ đột biến ơi, cố lên em ơi. Trời ơi đội quân khỉ rồi là hồi nãy bị ném đá, hiện tại đang tiến tới các bạn à. Ui bị ném tiếp kìa, nhưng mà ui vừa mới chạy tới bị ném tiếp rồi các bạn ơi. Bây giờ là thằng Bình chỉ trông cậy vào cái đám khỉ đang gọi là tấn công gọi là sát. Ui Bình ơi, nhìn cái bên. Ui số lượng khỉ đang ở trên trời rớt xuống và đấm cái con. Ui còn 37.000 máu các bạn à. Hiện tại là đã mất gần hơn 10.000 máu rồi, 15.000 máu. Và đám khỉ bên kia đang chuẩn bị tiến tới rồi. Đừng may. Thằng Bình nó đang bị lắc kìa các bạn. Ui các bạn ơi, hiện tại là con khỉ nó đang còn 31.000 máu. Số lượng khỉ hiện tại là, ui hồi nãy giờ mày muốn biết số lượng nãy giờ mất là bao nhiêu con khỉ không Bình? Ui càng ngày càng nhiều Bình ơi. Hình như là số lượng khỉ càng ngày càng tụt. Hồi nãy là 400, bây giờ là còn 350, mất 50 con khỉ. Nhưng mà hiện tại máu của con boss này là 29.000 máu, là mất cả 20.000 máu rồi đó Bình. Kinh vậy trời. Quái đạn đi. Ui đám khỉ này nó vẫn đang tiến tới các bạn à. Sau khi đám khỉ này chết rồi, đám khỉ kia nó sẽ lao tới liền. Ui đám khỉ kia cũng đã tới rồi các bạn ơi. Ui hiện tại ui ơi, còn 94 con khỉ thôi các bạn à. Ui mấy con khỉ nó chăng lên trời rồi, quái cứt nhiều vậy. Ui hiện tại là mới 400 con khỉ nhưng mà mình thấy có vẻ khá là no hope các bạn à. Lát nữa thì mình sẽ spawn khoảng tầm 1.000 con khỉ xem có thể đánh bại con du khỉ này không nha. Bây giờ mình rồi lắc. Ui một đấm của con này có thể văng hết tất cả những con khác luôn à. Ui nhưng mà mấy con khỉ này đang cố gắng các bạn ạ, vẫn đấm con du khỉ này. Máu của con này hiện tại bây giờ nó còn 14.000 thôi, nhưng mà vẫn không thể nào chết được con du khỉ này luôn. Ui số lượng khỉ bây giờ là còn 36 Bình ơi. Trời ơi. Ủa rồi thằng Bình nó khỉ cái đâu, mất mẹ rồi. Ui còn một con khỉ. Ủa Bình làm gì vậy Bình? Hiện tại là tôi đang spawn ra khoảng tầm 1.000 con khỉ để có thể đánh bại con du khỉ kia nha các bạn. Đây chính là hình ảnh của con du khỉ đang chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Và bên đây chính là đội quân Minh Kỳ. Ui dồi ôi, server lắc luôn các bạn à. Hiện tại số lượng khỉ đã lên tới 300 con khỉ rồi các bạn ơi. Nói chung hiện tại server của tôi rất là lắc. Và mọi người đang nhìn cái đội quân khỉ đi, rất là đều luôn các bạn ơi. Không biết hiện tại bây giờ là bao nhiêu con rồi nhỉ? 400 rồi các bạn ơi, hơn số lượng hồi nãy rồi. Bây giờ là chắc thằng Bình nó đang nổ máy rồi các bạn ơi. Nó trốn qua kia luôn rồi. Ok mọi người nhớ gọi là ủng hộ mình để mình có thể gọi là mua cho thằng Bình một cái máy tính mới nha. Chứ bây giờ thằng Bình nó máy nó muốn banh luôn rồi các bạn ơi. Số lượng hiện tại bây giờ là 800 rồi, vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại luôn. Con khỉ đang bay bay vẫn còn rất là nhiều luôn này. Đấy càng ngày càng xuất hiện càng nhiều rồi các bạn. Và bây giờ thằng Bình nó đang có dấu hiệu gọi là im lặng rồi. Sorry Bình, video này có thể là video cuối cùng của mày. Bình đang đứng trên kia các bạn, lát nữa mọi người thấy nó ao là mọi người hiểu nha. Bây giờ là con khỉ hiện tại bây giờ là 867 rồi các bạn ơi, chưa có dấu hiệu dừng lại luôn. Hiện tại bây giờ là số lượng 900 con khỉ rồi các bạn ơi. Số lượng khỉ bây giờ đang sẵn sàng để có thể chiến đấu với gọi là vua khỉ ấy. Bây giờ là quá là nhiều luôn rồi, mình không thể đếm được luôn. Mà vẫn có những con khỉ đang còn bay bay trên này nữa này. Một lát nữa mình sẽ cho hệ thống bấm bắt đầu thì không biết nó còn lắc tới mức nào nữa. Ui số lượng vẫn chưa dừng lại Bình à. Mày có spawn thực sự 1.000 con khỉ không vậy? Ui Bình ơi, cái gì 1.000, hơn 1.000 con khỉ rồi Bình ơi. Mày có lố tay không vậy Bình? Trời. Chắc do mọi người ủng hộ Bình nhiều quá, thầy phải mua máy tính mới cho Bình á. Ui, cái kiểu này, ui nó vẫn chưa dừng lại Bình ơi. Bây giờ tao nghe mùi là có thể lên tới 2.000 con khỉ rồi. Mọi người bấm like nhiều dữ vậy. What the fuck khỉ nè. Bấm rồi, hơi to lên đây. Thầy đây, ui, Bình ơi, tắt đi Bình. Chết rồi, Bình. Bình ơi, ổn vậy? Chết rồi Bình. Xong rồi Bình rồi các bạn ơi. Bây giờ là số lượng đây hiện tại là 1.000 con khỉ đang tiến tới rồi, là con du khỉ nha các bạn. Ui số lượng cực kỳ đông luôn.
Ui, đội quân gọi là cực kỳ đông đảo luôn. Bây giờ mình không biết số lượng khỉ càng ngày càng nhiều xuất hiện càng ở sau lưng này. Nói chung bây giờ là lắc luôn rồi các bạn, mình không biết cái gì luôn. Ui, bây giờ là làm sao? Ui, mình đang coi FPS của mình các bạn à. FPS của mình hiện tại là 60 này, vẫn rất là ổn luôn. Ui, hiện tại bây giờ là con vua khỉ máu của nó vẫn mất nha các bạn. Và số lượng khỉ vẫn không dừng luôn, chưa dừng lại. 1115 con khỉ. Ui, các bạn bấm like nhiều cho thằng Bình thế, bấm edit thôi. Ui, bây giờ con vua khỉ của mình sao có thể đánh bại lại được nguyên cái đội quân này mà nó còn lắc nữa các bạn ơi. Người có cách nào là cho nó đỡ lắc không? Ui, nó còn xiết ra cái hình gì đây. Bây giờ là mình vẫn không thấy những con khỉ này bị văng lên trời luôn các bạn à. Hồi nãy thì 100 con còn thấy, bây giờ là quá là lắc luôn. Nhưng mà mọi người nhìn số máu của con vua khỉ này. Ui, quách đồ vắt 2004, chết luôn à. Biến mất luôn. Quách đồ vắt, con vua khỉ chết rồi các bạn. Còn thằng Bình nó được tội nghiệp quá lại ơi, mình máy nó yếu quá, không thể nào mà gọi là có thể vào trong xem trận chiến được luôn ấy. Bây giờ là bởi mình tắt cái này đi, 60 FPS vẫn còn ổn các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ server của mình đã bị đơ rồi các bạn ơi, không biết một lát nữa mình có bị cái gì không nữa. Ui, số lượng khỉ này mọi người nhìn này, khỉ là khỉ không. My God. Ok mọi người ơi, thì gọi là cái kết quả đồng lòng của mọi người bấm like cho thằng mình quá nhiều, cho nên số lượng khỉ tới gọi là 1000 con khỉ. Thì con vua khỉ sau lưng mình nó gọi là đánh không lại các bạn à. Máu nó gọi là tục như tục quần luôn. Nói chung về số lượng 1000 con khỉ vẫn không mất một con khỉ nào luôn. Nhưng mà có một con khỉ chết các bạn à. Con khỉ cái chết. Ủa, nào nhắn tin mình vậy? Ủa gì vậy? Bình gửi mình gì vậy? What the fuck? Gì đây? Rồi. Ôi, nó lắc máy mà nó bấm không được cái gì luôn cơ. Ủa, cái máy tính đó nè. Ủa gì vậy? Ủa gì vậy? Có tiếng khỉ trong đây đâu, what the fuck?